Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy Lợi nha các bạn. Ngày hôm nay Lợi sẽ giải đáp một thắc mắc của bạn Hoa Vũ. Bạn ấy hỏi rằng khi bài toán nè, các bạn thấy có chu vi hình chữ nhật nè 50 mét, chiều dài hơn chiều rộng 9 mét, tính diện tích. Khi các bạn gặp bài toán nè, các bạn nhớ nha, khi các bạn gặp bài toán có chu vi nè hay là nửa chu vi nè, và chiều dài hơn chiều rộng hay là chiều rộng kém hơn chiều dài, khi các bạn nghĩ ngay đến đó chính là dạng tổng hiệu. Tổng hiệu, được chưa? Ok chưa? Rồi bắt đầu thì chu vi hình chữ nhật, chu vi hình chữ nhật chính là gì ạ? Các bạn phải nhớ công thức chu vi hình chữ nhật mình viết tắt nha, sẽ bằng dài cộng rộng tất cả nhân 2. Bây giờ mình muốn mức số 2 thì các bạn sẽ tính nửa chu vi. Giải nha các bạn. Giải nửa chu vi hình chữ nhật là ta lấy chu vi chia 2, 50 chia 2 được bao nhiêu ạ? 25 mét. Nửa chu vi này chính là chiều dài cộng chiều rộng đó các bạn. Bằng bao nhiêu ạ? 25. Vậy đây chính là tổng rồi nè. Tiếp tục các bạn sẽ tìm ra hiệu dài hơn rộng. Vậy lấy hằng lớn nè, trừ đi hằng bé nè, sẽ ra cái phần hơn, hằng kém. Vậy dài trừ rộng sẽ bằng 9. Thì các bạn có thêm cái gì ạ? Hiệu tổng hiệu. Chiều dài chính là số hạng thứ nhất, chiều rộng chính là số hạng thứ hai. Vậy các bạn áp dụng công thức số hạng thứ nhất bằng tổng cộng hiệu tất cả chia 2, và số hạng thứ hai sẽ bằng tổng trừ đi hiệu tất cả chia 2. Tổng đây, hiệu đây. Ok chưa? Rồi, vậy ta sẽ tìm số hạng thứ nhất chính là chiều dài. Chiều dài hình chữ nhật là sẽ lấy tổng là 25 cộng 9 chia cho 2. Phép tính thì các bạn làm trong ngoặc và tới phép chia. 25 mà cộng 9 ra 30, 34 chia 2 được 10, 17. Các bạn không biết thì các bạn tính nháp giúp Lợi nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn sẽ tính được chiều rộng hình chữ nhật là lấy tổng nè trừ đi hiệu nè tất cả chia 2. 25 mà trừ cho 9 còn 16 chia 2 được mấy ạ? Được 8 mét. Khi có chiều dài và chiều rộng thì các bạn sẽ tính được diện tích hình chữ nhật là, thì diện tích các bạn phải học thuộc công thức, đó là dài nè 17 nè nhân rộng bằng kết quả bao nhiêu. Các bạn hãy comment kết quả ở phía dưới giúp Lợi nha các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.